Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay nên thì thường muốn là một cái video ngắn để mà chia sẻ một cập nhật liên quan tới mạng lưới của Cardano đến với các bạn và thường cũng muốn chia sẻ một số những cái thông tin liên quan một số những cái nền tảng khác với các bạn. Nhưng mà trước khi chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Thì hôm nay cũng có một cập nhật mà thường cảm thấy là nhiều bạn có thể đọc cũng cảm thấy khó hiểu Đó chính là cái hard fork của Cardano Thì trước hết tôi muốn chia sẻ với các bạn là cái thông tin chúng ta nhận được ngày hôm nay đó Là cái thông tin liên quan tới mạng lưới thử nghiệm testnet của Cardano Thì cái đây không lâu đó chúng ta nhận được một cái thông tin là Cardano đã có cái mạng lưới thử nghiệm gọi là Alonzo Thì cái mà chúng ta nhận được đó là Alonzo đó thì sẽ chia ra dựa theo là màu gì thì thực ra có ba màu chính của Alonzo là cái mạng lưới thử nghiệm của Cardano. Đây là cái mạng lưới mà dùng để mà thử nghiệm cái chức năng mà có thể cho hoạt động những cái hợp đồng thông minh trên mạng lưới của Cardano để chúng ta có được những cái ứng dụng DeFi sau này hay là những cái ứng dụng NFT thì trước đây đây chúng ta chỉ nghe nói tới mạng lưới thương nghiệm Alonso thôi nhưng mà cách đây không lâu thì uh, mạng lưới Cardano đã thông báo là sẽ có 3 màu cho Cardano mỗi một màu là sẽ đại diện cho một cái giai đoạn của mạng lưới thương nghiệm Alonso này và chúng ta bắt đầu đó là từ màu xanh màu xanh là đã bắt đầu thử nghiệm vào ngày 27 tây tháng 5 và kế đó là màu trắng và kế đó là màu tím thì thông tin chúng ta nhận được ngày hôm nay liên quan tới Cardano chính là chúng ta đã kết thúc thử nghiệm xong cái màu xanh dương của Alonzo, chúng ta vừa bước qua giai đoạn kế tiếp thử nghiệm đó chính là giai đoạn của Alonzo White, nghĩa là giai đoạn Alonzo màu trắng. có nghĩa là chúng ta còn thêm một giai đoạn nữa đó chính là giai đoạn purple màu tím. thì bây giờ là giai đoạn thứ nhì trong cái thử nghiệm của Alonzo này. thì mỗi lần mà chúng ta chuyển đổi màu đó từ màu xanh qua màu trắng thì sẽ có thêm nhiều người có thể tham gia vào để mà thử nghiệm cái mạng lưới Alonzo để mà thử nghiệm chức năng của những cái hợp đồng thông minh trên mạng lưới của Cardano thì mỗi lần mà chuyển màu thì chúng mình sẽ có thêm người có thể tham gia vào. Và bây giờ chúng ta đã bước qua giai đoạn thứ hai của cuộc thử nghiệm này. Và giai đoạn này đó, chứng đoán là từ 2 cho đến 4 tuần thì sau đó chúng ta bước qua giai đoạn kế tiếp đó chính là giai đoạn màu tím Alonzo Purple. Thì đây là điều mà tôi muốn nói với các bạn là cái chúng ta nhận được ngày hôm nay đó là cập nhật của Cardano là liên quan đến cái hai phố của mạng lưới thử nghiệm. Chúng ta bây giờ vẫn chưa có hợp đồng thông minh chạy trên lưu chính thức của Cardano và chẩn đoán bây giờ đó là chúng ta sẽ có khoảng chừng tháng 9 cho đến tháng 10 của năm nay và chúng ta nói chung đó là tình hình Cardano bây giờ đang ở đâu thì chúng ta bây giờ hãy nhìn vào cái roadmap lịch trình của Cardano thì các bạn có biết là lịch trình Cardano thì chia ra là làm năm cái giai đoạn chính chúng ta bắt đầu từ Byron rồi tới Shelley. Byron là cái giai đoạn nền tảng bắt đầu của Cardano kế đó là giai đoạn thứ nhì gọi là Shelly hay còn gọi là Decentralization Đây là cái giai đoạn mà mạng lưới Cardano sẽ chú tâm về cái việc là phi tập trung mạng lưới Giai đoạn thứ ba gọi là Going Nghĩa là giai đoạn mà chúng ta sẽ có nhiều hợp đồng thông minh Cho đến hiện bây giờ đó chúng ta vẫn chưa thấy mạng lưới Cardano thật hơn như thế nào Chúng ta vẫn chưa biết được là những hợp đồng thông minh có lợi hại như là cho Hutchinson đã từng nói hay là không Đây là giai đoạn thứ ba mà là giai đoạn chúng ta đang ở hiện tại Cái đó là Basho Basho là giai đoạn mà chuyên về mở rộng mạng lưới hay gọi là scaling và cuối cùng là vote đây là cái giai đoạn liên quan tới làm sao điều quản trên mạng lưới và đây là năm cái giai đoạn chính và chúng ta bây giờ đang ở giai đoạn thứ ba và chúng ta trong giai đoạn thứ ba này chúng ta đang ở cái giai đoạn là thử nghiệm hợp đồng thông minh trên mạng lưới của Cardano thông qua mạng lưới thử nghiệm Alonzo. Thử hi vọng là các bạn hiểu được chúng ta đang ở đâu trong một lịch trình của Cardano hiện bây giờ thì ấy, bây giờ đó, các bạn thấy được là chuẩn đoán chúng ta sẽ có cái sự thành công của hợp đồng thông minh trên mạng lưới của Cardano khoảng tháng 9 hay là tháng 10 của năm nay Nhưng mà hiện bây giờ đó thì có một cái nơi mà cho các bạn có thể cá cược Xem coi là Cardano có thành công để mà ra mắt hợp đồng thông minh vào ngày 1 tây tháng 10 năm 2021 này hay là không Thì đây là một cái nơi mà các bạn có thể cá cược Thì các bạn thấy được là hiện bây giờ đó trên cái biểu đồ này chúng ta thấy được là Màu xanh á, là người ta nghĩ là sẽ thành công có được cái hợp đồng thông minh vào ngày 1 tháng 10 năm 2021 và cái màu đỏ đó là người ta nghĩ là không có thành công có nghĩa là sẽ chi hoãn thì hiện bây giờ các bạn thấy được là cái con số trên màn hình đó để thường cho các bạn thấy được là giống như chúng ta nhìn vào cái chữ yes đi yes như là những người mà cá cược nói là mạng lưới cờ đỏ sẽ có hợp đồng thông minh vào ngày 1 tháng 10 thì bây giờ đó các bạn có thể mua là 36 cent no các bạn phải mua tới là 64 cent thì uh, bên nào mà đoán đúng đó thì sẽ được trả là một đô la. thì các bạn thấy được là cái con số nào mà cao đó thì uh, đương nhiên là cái cơ hội sẽ cao hơn. thì bây giờ các bạn hiểu được là phần lớn đó là nghĩ là mạng lưới của Cardano sẽ không có hợp đồng thông minh vào ngày 1 đến tháng 10 của năm nay có nghĩa là sẽ bị trì hoãn thì phần lớn bây giờ nghiêng về cái bên là không nghĩ là sẽ có hợp đồng thông minh đúng thời hạn là ngày 1 tới tháng 10. Thì chúng ta được là bây giờ trên cái mạng lưới cá cược này ở trên Poly Market thì có tổng cộng là 193.000 đô la đã đặt cược. Thì các bạn nghĩ sao? Các bạn nghĩ là chúng ta sẽ có sự thành công của hợp đồng thông minh của Cardano vào ngày 1 tới tháng 10 hay là không? Các bạn hãy comment ở bên dưới. Thường muốn chia sẻ, tôi không biết là có rất nhiều bạn thích Cardano cũng giống như là bạn thường thuận. Thì thường muốn chia sẻ thêm một điều với các bạn là trong hè của năm nay đó, không chỉ riêng là Cardano là một trong những cái nền tảng hợp đồng thông minh mà nhiều người chú ý đến mà chúng ta thấy được là chúng ta sẽ có cập nhật liên quan tới Ethereum vào ngày 4 tháng 8. Đây là cái thời gian ước tính hiện bây giờ. Ngày 4 tháng 8 sẽ có cái Halford London và trong Halford London thì chúng ta nói rất là nhiều, có rất là nhiều những cái cập nhật tổng cộng là chúng ta có 5 đề xuất sẽ được cập nhật nhưng mà cái đề xuất mà nhiều người quan tâm đến đó chính là cái đề xuất liên quan đến cái phí trên mạng lưới của Ethereum sẽ được đốt đi đó chính là cái đề xuất EIP 1559 khi mà tới gần cái ngày mà Hoa Phố thường sẽ chia sẻ thêm một thông tin chi tiết hơn với các bạn về cái sự ảnh hưởng của EIP 1559 là như thế nào đối với cái giá cả của Ethereum sau này nhưng mà điều quan trọng hơn đó là nhiều mà có nên biết là đối với thuận nơi thì thuận hiện bây giờ là lưu trữ liên quan tới nền tảng của đồng thông minh đó, thuận lưu trữ nhiều nhất là Ethereum, kế tiếp là Binance Smart Chain và cuối cùng đó chính là Cardano đồng ADA thì đối với thuận đó, chúng ta khi mà đầu tư đó thì uh, Thuận nhìn vào Bitcoin thì Bitcoin rất rõ ràng trong vòng bao nhiêu năm qua các bạn cũng đã biết là rất nhiều người chi trích Bitcoin từ năm 2016, năm 2017 nó là Bitcoin chậm, Bitcoin uh, không có tương lai vân vân nhưng mà lòng tin của thuận đó Bitcoin rất là vững chắc tại vì thuận nghĩ là về cái phương diện là một cái nơi lưu trữ tài sản thì hiện bây giờ bitcoin là vô địch thủ trong thị trường crypto này không có một đồng nào có thể sánh ngang với bitcoin về cái phương diện là một cái nơi lưu trữ giá trị lâu dài như là một tài sản kỹ thuật số như là một vàng kỹ thuật số nhưng mà về cái phương diện hợp đồng thông minh á thì nó khác một chút. Thật ra mà nói đối với ethereum thì đơn giản hơn tại vì ethereum là cái nền tảng hợp đồng thông minh đầu tiên cho nên cái hiệu ứng mạng nó sẽ lớn hơn và đã từ lâu thường đã chia sẻ với các bạn đó ngay cả những cái lúc mà rất nhiều người chỉ trích Ethereum và rất nhiều người vớt mạng lưới Ethereum vào năm 2018 lúc đó là mọi người nói là Ethereum đã lỗi thời chúng ta cần phải nhìn vào những cái mạng lưới tốt hơn như là Neo như là Tron vân vân nhưng mà thuận vẫn có lòng tin vào Ethereum tại vì thuận tin tưởng là đứng sau lưng của Ethereum đó có rất là nhiều những cái tổ chức đầu tư và họ rất quan tâm đến mạng lưới này và đã có nhiều công ty họ đã bỏ cái số lượng tiền và công sức để mà gây dựng cả một cái dự án trên mạng lưới của Ethereum và cho đến ngày hôm nay thì rất dễ dàng các bạn thấy được là bây giờ cho dù mạng lưới của Ethereum chậm hơn những mạng lưới khác nhưng mà vẫn là cái lựa chọn hàng đầu tại vì người ta tin tưởng vào tương lai của Ethereum cho nên Ethereum thì đối với Thuận vẫn là cái sự lựa chọn hàng đầu khi mà nói tới hợp đồng thông minh cho nên Thuận vẫn tiếp tục lưu trữ nhiều Ethereum so với những cái nền tảng khác nhưng mà sau Ethereum rồi đó thì thực sự mà nói là rất khó để chúng ta có thể biết được là sau Ethereum thì nền tảng nào sẽ đáng để cho mọi người quan tâm đến về cái phương diện đầu tư bây giờ đây thì nhìn lại nhiều người có thể nói là đương nhiên là Binance Smart Chain hay là Cardano nhưng mà thật ra phải nói là các bạn có đang nhớ là lúc mình thích Cardano và bắt đầu đầu tư Cardano đó thì thời điểm đó là Cardano là không có trong cái top 10 nữa chứ đừng có nói bây giờ Cardano đã đứng hàng thứ năm rồi và đồng BNB đó của Binance Smart Chain đó thì lúc đó mọi người đều nghĩ là cái mạng lưới Binance Smart Chain này là chủ yếu dùng để mà tạo ra một cái nền tảng sàn phi tập trung chứ không có phải như là một nền tảng hợp đồng thông minh mà có DeFi như bây giờ thậm chí cái đây hai năm người ta cũng không có hiểu DeFi là gì nhưng mà các bạn thấy là trong vòng 2 năm có rất nhiều điều đã đổi thay các bạn có đang nhớ là trước đây chúng ta có những cái nền tảng à, nổi tiếng như là chúng ta nói tới những nền tảng như là Tron, EOS, chúng ta có nền tảng của Neo, tất cả những nền tảng này người ta đều nói là sẽ thay thế Ethereum nhưng mà bao nhiêu năm qua các bạn thấy được là Ethereum vẫn tiếp tục giữ cái vị trí là nền tảng hợp đồng thông minh đứng đầu hiện tại và hôm nay đang muốn nhìn lại một số những cái phương diện giá cả đó thì sau cái đợt mà tăng trưởng năm 2017 đó khi mà giá cả tăng trưởng mạnh thì các bạn nói là giá cả những cái altcoin đó là đạt cái đỉnh của cái đợt tăng trưởng đó là đầu năm 2018 sau đó thì đi trở xuống thì cho tới bây giờ đó giá cả so với lại cái đỉnh của năm 2017 thì như thế nào thì chúng ta nhìn vào Cardano thì các bạn thì được về cái phương diện đầu tư đó thì Cardano đạt cái đỉnh là ngày 4 tây tháng 1 năm 2018 ở mức giá đó là khoảng chừng là 1 đồng 18 cent ngày 3 tây tháng 1 năm 2018 và đợt này đó các bạn thấy là Cardano đã lên tới cái mức cao là 2 đồng 29 cent ngày 16 tháng 5 và cái mức hiện tại của Cardano vẫn là 1 đồng 22 cent vẫn cao hơn là các bạn thấy được là cái mức mà chúng ta đã từng thấy cái đỉnh của năm 2018 đầu năm thì về phương diện đầu tư đó nếu như mà tích lũy trung bình giá thì đương nhiên các bạn sẽ có lời tại vì Cardano đã phá cái đỉnh cũ lập đỉnh mới và tăng lên rất là nhiều. Chúng ta bây giờ hãy nhìn vào cái mạng lưới của đồng tron đi. Thì đồng tron bây giờ đó, đây là cái đồng đứng hạng thứ 26 hiện tại. Thì khi mà chúng ta nhìn vào đồng tron các bạn thấy được là cái đỉnh của đồng tron đó, đó chính là ngày 4 tháng 1 năm 2018. Lúc đó là 23 sen. Thì các bạn thấy được là cái mức cao nhất mà chúng ta thấy trong năm nay đó là đồng tron đã lên tới mức chỉ là 16 sen mà thôi. À, ngày 16 tháng 4 có nghĩa là đồng tròn nếu như mà các bạn à, mua đó ở cái đỉnh của năm 2018 thì tới bây giờ các bạn vẫn chưa có hồi phục lại vốn. Đương nhiên nếu như các bạn à, đầu tư trung bình giá thì các bạn có thể có cơ hội cao hơn rất nhiều là đã có lời. Nhưng mà nếu như các bạn chỉ mua và các bạn dính cái đỉnh của năm 2018 thì tới bây giờ đồng tròn vẫn chưa phá được đỉnh cũ trong đợt tăng trưởng này. Và bây giờ giá của đồng tròn chỉ có là 5 cent mà thôi. Trong khi cái giá cao của năm 2018 đầu năm là 23 cent chúng ta nói tới đồng US thì các bạn thì đồng US đã lập cái đỉnh chậm hơn những cái đồng kia đồng đồng US thì khác gì những đồng mà chúng ta mới vừa nói tới đồng US là đập cái đỉnh năm 2018 là cái thời điểm đó là khoảng chừng là tháng 4 của năm 2018 và đường zoom vào các bạn thấy là thời điểm đó là 21 đô 27 cent ngày 29 tây tháng 4 thì khi mà chúng ta nhìn vào cái mức cao của năm nay của đồng EOS á, thì cái mức cao của năm nay chỉ lên tới cái mức là 14 đô mà thôi bây giờ đó đồng us là ở cái mức chỉ có 3 đô 73 cent thì so với lại cái đỉnh của năm 2018 đó, thì các bạn thấy được là bây giờ vẫn còn cách xa rất là nhiều và cái mức cao nhất của năm nay vẫn không bằng cái đỉnh của năm 2018 và chúng ta nhìn vào NEO thì NEO đó năm 2018 thì các bạn sẽ thấy được là cái uh, mức giá cao lúc đó là ngày 13 tây tháng 1 là khoảng 180 đô thì cái mức giá cao nhất trong năm nay đó chỉ có là 114 đô mà thôi vẫn thua cái đỉnh của năm 2018 và bây giờ là ở mức 31 đô 32 cent đồng BNB thì có một cái sự tăng đột biến tại vì thằng nghĩ là nhiều người cảm thấy bất ngờ là đồng BNB đã tiến vào thị trường DeFi rất là nhanh chóng À, trước đây đó như là thường đã chia sẻ là nhiều người á, thì nghe nói tới cái mạng lưới Binance Smart Chain nhưng mà nghĩ là chủ yếu là sàn Binance muốn có thêm một cái sàn phi tập trung mà thôi và kiếm lợi nhuận từ cái phí giao dịch của sàn phi tập trung nhưng mà không ngờ là Binance Smart Chain đã nhanh chóng trở thành một cái sự lựa chọn của nhiều người khi mà mạng lưới tìm tắt nghẽn cách đây vài tháng và các bạn thấy được là giá đó so với lại cái thời điểm mà giá của đồng BNB lên tới 600 mấy đô đó thì đương nhiên là cao hơn cái đỉnh cũ của năm 2018 rất là nhiều, lúc đó chỉ có 24 đô mà thôi. Và cái mức hiện tại đó là 315 đô các bạn thấy được là vẫn cao hơn là hơn 10 lần, 11 12 lần. Cao hơn rất là nhiều so với lại cái đỉnh cũ chỉ có 23 24 đô. Thì nói chung nên thì các bạn thấy được là khi chúng ta nhìn vào những cái nền tảng đó thì rất là khó đoán lúc mà chúng ta nhìn vào năm 2018 đó đi thường đi vào trang coin market cap cho các bạn xem chúng ta vào Wayback machine đi rồi chúng ta đi vào trang web coin market cap com và chúng ta sẽ xem cái thời điểm là năm 2018 đi chúng ta hãy xem cái thời điểm là khoảng chừng là tháng 2 đi ngày 1 tháng 2 hay là chúng ta xem thời điểm ngày hôm nay đi ngày 15 tây tháng 7 năm 2018 thì uh, lúc đó tình hình như thế nào thì các bạn sẽ thấy được là ngày 15 tháng 7 năm 2018 chúng ta bây giờ hãy chờ trong web này lúc thì các bạn sẽ thấy cái sự khác biệt ở giữa cái năm 2018 cách đây 3 năm và bây giờ đó thì tình hình khác nhau như thế nào các bạn thấy là cái ngày 15 tây ngày hôm nay nhưng mà cách đây 3 năm thì chúng ta thấy được là tình hình lúc đó thì đầu tiên là Bitcoin đương nhiên Ethereum đứng hàng thứ nhì kế tiếp là đồng XRP kế tiếp là Bitcoin Cash kế tiếp là đứng thứ năm là đồng EOS À, rồi chúng ta thấy được là Cardano đứng hàng thứ 8 thời điểm đó Và chúng ta thấy đồng Tron đứng hàng thứ 11 Và NEO đứng hàng thứ 12 Nhưng mà các bạn thấy được là bây giờ tình hình đã hoàn toàn khác Khi chúng ta nhìn vào những đồng lớn ngày hôm nay đó Thì các bạn thấy là chúng ta thấy Bitcoin vẫn là đứng thứ nhất Ethereum vẫn đứng thứ nhì Nhưng mà đồng thứ ba đã là Tether Thứ tư là đồng BNB Thứ năm là Cardano Thứ sáu là XRP Thứ bảy là USDC Thứ tám là đồng Dogecoin thứ chín là Polkadot và thứ 10 là đồng Binance USD đồng ổn định của Binance thì các bạn thấy được chỉ 3 năm thôi mà tình hình đã khác rất là nhiều rồi cái mà thường muốn chia sẻ với các bạn đây đó là khi các bạn nhìn lại giá cả cú đỉnh của đợt tăng trưởng trước đó so với lại cái sự tăng giá của năm nay đó thì các bạn thấy được là có nhiều đồng thực sự chưa có trở về đỉnh cũ chúng ta nhìn vào những đồng như là đồng Tron chúng ta nhìn vào đồng EOS chúng ta nhìn vào đồng NEO thì hoàn toàn chưa có trở về cái định cũ được thì khi mà chúng ta thấy là những nhà đầu tư lớn đó như bạn hay hỏi thường là tại sao mà họ cứ lựa chọn Bitcoin, Ethereum, Bitcoin, Ethereum tại vì trong vòng nhiều năm qua đó cái vị trí của những cái đồng trong top 10 đã thay đổi liên tục chỉ có một đồng mà không có thay đổi đó chính là Bitcoin Bitcoin lúc nào cũng giữ vị trí thứ nhất cho nên nhiều nhà đầu tư họ sẽ cảm thấy là an tâm hơn tại vì ít ra có một đồng mà chưa có rời khỏi vị trí thứ nhất đó chính là đồng Bitcoin và cứ tăng trưởng liên tục trong nhiều nhiều mùa mà không có bị biến mất đi hay là chúng ta nói tới là Ethereum Ethereum đấy thì từ khi ra đời bắt đầu từ năm 2017 đó thì đã đứng vị trí thứ hai và từ đó cho đến bây giờ vẫn tiếp tục giữ vị trí thứ hai cho nên đó là lý do tại sao mà nhiều nhà đầu tư khi mà họ đầu tư số tiền lớn và họ đầu tư lâu dài đó thì họ chỉ muốn lựa chọn như đông nào mà ít ra năm này qua năm nọ họ có thể là kiểm chứng được là vẫn tiếp tục giữ cái vị trí cao trong khi mà chúng ta thấy là nhiều đồng trước đây đã đứng trong cái hàng thấp 10 bây giờ đã không còn thấy đâu nữa thì đây là một số những cái cảm nghĩ của Thần liên quan đến ở tình hình của Cardano cũng như là liên quan tới những cái nền tảng và tình hình của những nền tảng đó về mặt giá cả bây giờ như thế nào so với là trước đây Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này Và những bạn nào mà chưa có theo dõi thuận Capital thì cũng nên theo dõi bằng cách ta bấm vào cái link bên dưới để tìm thấy những cái thông tin chính thức như là Telegram, Facebook và Twitter Và nếu các bạn thích cái video này thì các bạn đừng quên nhấn cái nút Like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển Và những bạn nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho công đồng thùng Capital thì các bạn có thể bấm vào cái link bên dưới để tìm thấy những ưu đãi như là giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance hay là các bạn có thể nhận được bonus khi mà tham gia vào sàn Margin Bybit hay là Margin LMT và các bạn có thể nhấn vào cái nút màu vàng trên màn hình đăng ký rút tín hiệu đây là rút tín hiệu trade miễn phí cho những bạn nào mà có hứng thú và các bạn cũng có thể tìm hiểu những sàn ở Hoa Kỳ như là sàn Binance US một lần nữa thưa các bạn đã xem cái video ngày hôm nay và thuần sẽ hẹn các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn